Anh chào tất cả các bạn. Đây là mấy cái nhánh cây linh sa mình chiết được ha. Sau 1 tháng này các bạn. Rễ nó ra rất là nhiều nha các bạn. Cái nhánh này mình chiết nó hơi dài các bạn. Cái nhánh nó dài khoảng hơn 2 mét này ha. Cái này mình tha hồ tạo dáng tâm cao nha các bạn. Thì đầu tiên các bạn chọn cái nhánh mà mình muốn chiết các bạn. Rồi sau đó thì mình dùng dao ha, mình khoanh vỏ đó các bạn. Thì mình khoanh cái đoạn vỏ trên cái cành khoảng chừng 2 cm các bạn. Đó, mình dùng dao kéo gì đó, nó rất bén các bạn. Đó, mình khoanh vỏ như trên màn hình các bạn thấy mình khoanh vỏ của nhánh linh sam ha. Thì mình khoanh vỏ cho nó giáp dòng hết nha các bạn. Đó, tới cái xương của cây luôn ha. Thì sau khi mình khoanh vỏ xong thì mình lột cái lớp vỏ ra các bạn. Đó, lột hết cái lớp vỏ ra cho nó lộ cái xương của cái cành chiết của mình luôn ha. Mình cạo sạch cái lớp vỏ lụa luôn nha các bạn. Đó, phải sạch cho nó còn dính miếng vỏ thì vài bữa nó kéo ra non rồi các bạn. Khi các bạn chiết thì mình chọn mấy nhánh nó nhỏ nhỏ các bạn, nó tầm bằng ngón tay cái đổ xuống ha, mình chiết thì nó nhanh ra rễ nha các bạn, còn lớn quá thì rễ nó ra hơi chậm một xíu các bạn. Sau khi mình khoanh vỏ xong vậy thì mình để khoảng tầm 10 ngày nha các bạn, 10 ngày tới 15 ngày ha, để cho cái vết phanh nó khô rồi hết mình mới tiến hành bó bầu nha các bạn. Thì sau khi cái nhánh chiết mình khoanh vỏ được khoảng 10 ngày tới 15 ngày các bạn. Thì các bạn thấy cái chỗ cái vết mình khoanh thì cái vỏ nó cuốn cái mép lại các bạn. Đó, nó u tròn lên luôn ha. Này cái mép vỏ nó cuốn lại các bạn. Đó, khi mình bó cái giá thể mình vô mình chiết thì nó sẽ bung rễ liền ha. Đó, còn mà mình vừa khoanh vỏ mà mình chiết liền được các bạn, nhưng mà nó lâu ra rễ ha, chứ nó ra rễ không có đều các bạn. Đó, bên đây cũng có một nhánh mình khoanh vỏ cùng đợt luôn các bạn. Đó, cái chỗ mép vỏ nó cuốn lại nó cũng u lên y vậy ha. Rồi giờ mình sẽ tiến hành bó bầu mình chiết nó nha các bạn. Đó. Thì cái giá thể mình chiết ở đây thì chỉ có sơ dừa các bạn. Đó, sơ dừa mình ngâm nước ha. Rồi mình bóp cho nó 1-2 nước các bạn. Cho nó bớt cái chất chát của sơ dừa đi các bạn. Rồi mới tiến hành bó vô mình chiết ha. Ở đây thì mình dùng cái dụng cụ chiết cành các bạn. Đó, cho anh tiền ha. Còn các bạn mình không có thì mình dùng bịch ni lông cũng được các bạn. Đó, mình bỏ sơ dừa vô bịch ni lông rồi mình tiến hành mình bó mình cũng chiết bình thường ha. Này hàng ngày mình cũng tưới sơ qua mấy cái chỗ bầu chiết các bạn để cho nó ướt nó giữ ẩm ha. Thì ở đây mình cũng có chiết sẵn mấy cành rồi các bạn. Đó, mấy cành này thì mình chiết nay cũng được 1 tháng rồi ha, mình bỏ bầu nay được 1 tháng rồi các bạn. Đó, sẵn thì mình cắt rồi mình mở cái bầu nó ra cho các bạn xem cái bầu rễ nó phát triển như thế nào ha. Đó, các bạn thấy thì cái rễ nó muốn lú ra khỏi cái bầu luôn các bạn. Đó, cái này là rễ nó đầy trong cái bầu rồi các bạn. Đó, giờ mình gỡ thử mấy bầu ra cho các bạn xem ha. Cái này tính ra chiếc nó cũng nhanh các bạn. À, từ lúc mình khoanh vỏ rồi mình bó bầu luôn ha, đến khi mình cắt ra như các bạn là trong vòng 45 ngày ha. 45 ngày thì mình có cái nhánh chiết có rễ sẵn mình trồng rồi các bạn. Cái nhánh chiết này mình chiết là cái linh sam đao điểm nha các bạn. Cái bông nó sáng hơn ha. Này, cái nhánh chiết nó cũng dài các bạn, tầm khoảng hơn 2 mét rồi đó. Này mình trồng mốt mình tạo cái tông cao nha các bạn.
Đó, các bạn thấy thì cái rễ nó kín bầu luôn các bạn. À, đó, khi mình khoanh vỏ mà mình để cho cái mép vỏ nó cuốn lại các bạn. À, khi mình bó bầu vô thì rễ nó bung mạnh hơn như bình thường nha các bạn. Đó. Rồi, các bạn xem clip mình thì nếu có thấy hay thì mình cho mình một like nha các bạn. Rồi mình để lại ý kiến dưới phần bình luận giúp mình ha, để cho kênh mình được tăng đời sức các bạn. Lúc này kênh cũng hay đuối nha các bạn. À. À, đây là cái bầu thứ hai các bạn, nhánh thứ hai ha. Nó ra rễ cũng đều các bạn. À, nhưng mà có cái chỗ phía bên đây thì nó ra hơi chậm xíu các bạn, do là nó nằm ở mặt dưới ha. Ít tiếp xúc với cái ánh nắng mặt trời các bạn nên ra rễ hơi chậm ha. Đó, cái nhánh này cũng nhỏ các bạn, bằng ngón tay út ha, rễ ra cũng mạnh các bạn. Đó, có cái mặt dưới thì nó ra rễ hơi chậm xíu ha. Này mình để thêm tầng nữa cũng được các bạn, tầng nữa thì rễ là nó già luôn các bạn. À, vừa rồi mình cũng chia sẻ các bạn cách chiết cành lên sao nha các bạn. À, các bạn mình muốn tiết kiệm chi phí thì mình áp dụng cách này mình chiết để mình nhân giống mình chơi ha. Rồi, xin chào các bạn, hẹn lại các bạn trong clip tiếp theo.